À, đứng thẳng lên nào. Đây này. Em tên gì nào? Lê Nguyễn Bảo Khanh. Năm nay Lê Nguyễn Bảo Khanh bao nhiêu tuổi? 7 tuổi. Năm nay em 7 tuổi, em trình diễn bài gì cho quý phụ huynh và tất cả mọi người dưới này? Mùa xuân. Bài mùa xuân rồi nào, lên ghế nào, let's go.